Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay xin giới thiệu với anh em mẫu xe Joyty Z8 7 chỗ. Đây là mẫu xe đã được giới thiệu rất nhiều rồi. Tuy nhiên thì đợt này trong tháng 7 âm thì bên hãng có chương trình khuyến mại đối với chiếc xe này, hiện tại chỉ còn 698 triệu mà thôi. Tuy nhiên điều đặc biệt ở đây ấy, muốn giới thiệu với anh em này. Anh em có thể nhìn chiếc xe này đã được sơn màu mới anh em nhé. Đây là màu sơn mết, chúng ta vẫn hay thường gọi là sơn sần đấy. Thì cái màu sơn này nếu như bây giờ chúng ta muốn đổi màu toàn bộ chiếc xe này rơi đâu đó khoảng gần 30 củ đấy. Tuy nhiên điều đặc biệt, mặc dù đã được lên màu sơn mới nhưng giá bán không đổi anh em nhé, vẫn 698 triệu, chưa bao gồm phí đăng ký ra biển, phí trước bạ đấy, đã giảm rất nhiều so với giá bán niêm yết trước đây do hãng có chương trình kích cầu trong tháng 7 âm lịch này. Nếu anh em mà chốt ngay chiếc xe này thì chúng ta ngoài được ưu đãi về giá theo chương trình tháng 7 nhưng chúng ta lại được một màu sơn mới gần 30 củ anh em nhé. Đấy, anh em thấy màu này đẹp không? Tôi cứ đi một vòng để cho anh em ngắm nhá. Đấy, đi một vòng này anh em nhìn cho nó kỹ này. Màu sơn này lên rất là lì luôn và nhìn xe cực kỳ khỏe. Đấy, rất lì lợm luôn, anh em thấy không? Đặc biệt của màu sơn mết này cũng đã giới thiệu với anh em trước đây nhiều rồi. Là màu sơn mết này khi sơn lên xe đấy thì cái việc chúng ta mà tay có bẩn, có da mồ hôi thì nó gần như nó không bám bụi đâu. Mà việc khi chúng ta sử dụng mà nó có bụi, chúng ta lau cực kỳ dễ. Điều thứ hai là cái màu sơn này khi chúng ta đi qua những cái bụi cây, bụi cỏ trên đường, ven đường ấy, thì cái độ xước sát xe là rất ít, gần như là không xước sát, trừ khi có vết cào sâu thôi, nhưng mà phải cào thật mạnh thì nó mới xước. Đấy, đặc biệt của cái sơn mết này rất hay. Anh em biết là cái sơn mết này này, cái sơn sần này này, toàn những anh em trước đây họ chơi những xe thể thao đắt tiền, họ có nhiều tiền thì họ mới chơi thôi, chứ còn các xe thông thường ấy ít người bỏ tiền ra sơn lắm. Tuy nhiên thì hãng hỗ trợ, thành ra là với mới có một cái màu sơn đẹp mà lại rẻ như thế. Thì cũng giới thiệu với anh em luôn là hãng vẫn còn chương trình hỗ trợ khách hàng sơn đổi màu xe giảm 50% nhé. Đấy, như nếu như anh em đang đi xe rồi, xe Trung Quốc rồi ấy, chúng ta đi sơn cái màu này thì chúng ta chỉ bỏ thêm nửa tiền thôi. Nhưng nếu như anh em nào mà mua xe mới thì thực sự là được hưởng ưu đãi rất lớn. Giá thì giảm mà lại được nguyên cái màu xe mới, giá không đổi. Đấy, 698 triệu anh em nhé. Đây, bây giờ quay sát lại để cho anh em xem này. Đấy nhá, tay mình đây, mồ hôi nhá, rất nhiều mồ hôi luôn anh em này, dính dính này, sờ đây này, anh em nhìn này, thấy chưa, không có vân tay đâu. Đấy, rất sạch sẽ luôn. Đây này, lúc nãy có tí nước lên xe này, anh em nhìn này, nó như kiểu hiệu ứng lá khoai đấy. Đấy, nó động lại như này và nó không bị loang. Đấy, anh em nhìn này, gì đến đâu đấy, nó lại thu vào đấy. Nếu chúng ta đi mưa nhỏ nhỏ về thì gần như chiếc xe nó không bẩn đâu. Đối với các cái màu sơn sáng bóng thì khi chúng ta đi mưa mà trên xe có chút bụi bụi vào, nó sẽ đọng lại loang lổ nhìn rất kinh. Tuy nhiên màu sơn này thì chúng ta lại không bị cái điều đấy. Đấy là một cái ưu điểm của màu sơn này. Đấy, một số cái ưu điểm mà đã giới thiệu với anh em rồi. Đấy, anh em mà có nhu cầu chiếc xe này nhá thì đừng ngại để lại số điện thoại để bên hãng sẽ có người liên hệ báo giá cụ thể cũng như chương trình mua xe. Đấy, nếu như anh em nào còn ngại về tháng 7, tháng ngâu ấy, thì anh em ta có thể đặt cọc, sau đó thì sang tháng 8 chúng ta lấy xe, không vấn đề gì cả. Ưu đãi này ấy, thì dành cho tất cả những anh em ở xa nhé. Anh em ở xa mua xe thì được hãng hỗ trợ giao xe tận nơi. Đấy, không phải mất chi phí đâu. Còn về chế độ bảo hành bảo dưỡng ấy, thì anh em ở xa cũng như ở gần đều được bảo dưỡng như nhau. Tất nhiên là anh em ở xa thì có một
Cái điều thiệt thòi là ít có cái xưởng dịch vụ ấy. Tuy nhiên thì hãng cũng sẽ có những cơ chế hỗ trợ rất lớn cho những anh em ở xa. Nên anh em có thắc mắc thì đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với hãng để họ hướng dẫn, trao đổi cũng như là giới thiệu các cái chương trình dịch vụ của hãng dành cho khách hàng ở xa. Vì trước đây cũng có nhiều anh em cũng thắc mắc với mình là tôi ở xa thì tôi mua xe này chế độ hành của xưởng như thế nào. Yên tâm, xe bán trên toàn quốc và được hỗ trợ đến mọi miền tổ quốc, không mất phí và chế độ bảo hành bảo dưỡng đương nhiên cũng sẽ ưu đãi hơn so với cho những anh em ở xa so với những anh em ở gần, đúng không? Anh em ở gần thì có thể đến hãng để bảo dưỡng. Các cơ sở của hãng thì có Hà Nội này, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, ngoài ra thì sẽ có những xưởng liên kết. Đấy, mình quay gần lại cho anh em thấy cái độ lì của cái màu sơn này. Đấy, nhìn chất chưa? Nhìn cái xe này sơn lên cái màu sơn này nó khác hẳn luôn. Đấy, đây là cái ưu điểm thực sự rất là đáng giá. Đấy, chiếc xe Z8 này sơn cái màu này nó rất đẹp luôn. Thực ra thì Z8 thì sơn màu nào cũng đẹp, nhưng phải nói rằng là mỗi màu có một cái đẹp riêng của nó. Đấy. Ok, hôm nay giới thiệu với anh em màu sơn này nhá. Anh em nào quan tâm thì đừng ngại comment và để lại số điện thoại. Mình sẽ chuyển số điện thoại đến cho các bạn ở bên hãng sẽ liên hệ với anh em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.